Trước đến nay tôi gần như là chưa bao giờ xuống giảng ở cái vùng này hết. Trước giờ tôi cũng đi giảng nhưng mà ở vùng Bắc Cali với lại những tiểu bang khác. Và nhân duyên đưa đẩy tới đây là tại vì cách đây 2 năm tôi giảng ở chùa Kết Luật, Texas thì có gặp thầy trụ trì, thầy Pháp Chánh ở đây. Cho nên nhờ đó có nhân duyên nên thầy mời tới đây để giảng Bồ Tát Hạnh cho quý Phật tử ở đây. Và trong cái khóa này á, chúng ta sẽ học về cái quyển sách này, cái bộ luận này. Thì suốt ngày hôm nay đến ngày mai thì nếu quý vị nào có sách này, quý vị theo dõi luôn cũng được. Đó. 2 ngày thì nếu mà muốn giảng hết cái bộ này á, thì không thể hết được. Cho nên tôi sẽ giảng tóm tắt nhưng mà cũng nương theo cái bộ này, cho nên quý vị học thì quý vị nên theo dõi. Thường thường những cái bộ thuyết pháp thì nó hơi khác, tức là thuyết pháp mỗi một buổi giảng nó khác nhau, nhưng mà kỳ này đó là không phải là thuyết pháp hẳn mà là học một cái bộ luận. Thì trong kinh Tam Tạng Kinh Điển thì có 3 tạng: kinh, luật và luận. Kinh tức là những lời kinh của Phật, quý vị thấy đằng kia đó là những cái kinh sutra, tức là những kinh lời Đức Phật giảng dạy. Rồi luật tức là những cái giới luật Đức Phật để lại cho chư tăng ghi cho Phật tử như quý vị giữ năm giới, tại gia cư sĩ, người xuất gia thì có giới của sa di, giới của tỳ kheo, vân vân. Rồi đó là tất cả những cái giới luật, những cái cốt, những cái nghi thức vân vân đó thì được giữ lại trong cái bộ gọi là bộ luật. Còn một cái bộ thứ ba đó là bộ luận, tức là commentary, tức là những cái lời chú giải của các chư tổ hay là các chư thánh tăng. Thì kinh, mình thường muốn hiểu kinh thì kinh của Đức Phật để lại nhiều khi mình học mình cũng không hiểu nổi. Chính vì vậy cho nên phải học thêm những cái bộ luận. Luận tức là giảng giải ra cho nó rõ. Thì 2 ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bộ luận của một Bồ Tát tên là Shantideva, và tiếng Hán Việt dịch là Tịch Thiên hay là Bình Thiên cũng được. Thì cái buổi học nó có thứ lớp với nhau, cho nên quý vị nào đi danh học 2 buổi thì ráng đi theo để cho hiểu. Quý vị học buổi giờ này thì quý vị sẽ hiểu những cái giờ sau. Còn thuyết pháp thì không cần thiết như vậy. Chủ yếu sáng giảng đề tài, chiều giảng đề tài khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào đề luôn. Trước hết tôi nói sơ qua tác giả của cái bộ này. Tác giả của cái bộ luận này, ngài là người Ấn Độ tên là Shantideva. Ngài là thuộc về hàng hậu duệ, tức là quý vị có nghe nói về tổ Long Thọ không? Long Thọ Bồ Tát
tức là một cái vị Bồ Tát sinh sau Phật khoảng 600 năm. Thì trong đạo Phật quý vị thường nghe nói là có tiểu thừa và đại thừa, phải không? Có hai thừa. Thì cái danh từ tiểu thừa thời nay họ không có dùng nữa mà họ gọi là nguyên thủy Theravada, tức là các vị sư mà quấn y cái màu quấn xà rong ở trên quấn che hết đó, đó là trường phái nguyên thủy. Các vị đó là ăn mặn. Còn cái trường phái đại thừa Mahayana là đa số Phật giáo của Việt Nam, Nhật, Tây Tạng và Trung Quốc. Còn nguyên thủy là những các nước như là về phương Nam, còn gọi Phật giáo Nam Tông, tức là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, v.v. Đó. Thì đó họ gọi là các sư. Điển hình là hiện nay trong giáo hội Phật giáo Việt Nam là quý thầy, quý hòa thượng, hòa thượng Hộ Giác, hòa thượng Kim Triệu, các vị đó. Thì ngài Shantideva, ngài là người Ấn Độ, thì ngài học trực tiếp với lại ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là một vị đại trí huệ. Bình thường khi chúng ta học cái này, tức là đương nhiên là chúng ta học về đại thừa Phật giáo. Mà đại thừa Phật giáo thì tí nữa chúng ta sẽ nói về cái tư tưởng, sự khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa. Thì ở đây chúng ta sẽ học cái bộ này, bộ luận này. Ngài Shantideva, nếu quý vị sau đó quý vị sẽ có thể thấy cuốn sách này ở ngoài kia để đọc cho rõ. Ngài Shantideva là sinh ở miền Nam Ấn vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài cũng là một vị thái tử tương tự như thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa đó, là thái tử. Thì ngài này, đây tôi không có nói toàn bộ cái tiểu sử như thế, rất là dài. Ngài xuất gia, ngài bắt đầu ngài làm rất là giỏi, rồi ngài làm cái chức thừa tướng. Ngài bỏ, rồi ngài đi tu, vào rừng tu. Đi tu, đó là ngài thái tử vua nước nói mà sắp sửa cái ngày mà ngài sắp sửa lên ngôi vua đó, được vua cha phong làm lễ quán đảnh để mà lên kế vị đó, thì ngài nằm mơ thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên là không có nên, tại vì ngai vàng chính là cái như là nước sôi lửa bỏng mà đã như là một tù. Người đời thì thấy danh vọng chức tước là cái điều mình rất ham muốn, nhưng người tu thì lại thấy cái đó là cái điều mà nó ràng buộc mình. Cho nên ngài bỏ trốn đi, rồi ngài đi lang thang tầm đạo. Rồi cuối cùng ngài gặp được vào rừng, rồi gặp nhân duyên đưa đẩy, rồi cuối cùng ngài được học đạo với lại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhưng mà Văn Thù không có hiện hình ra như là thật là đẹp như là mình biết là các Bồ Tát đẹp. Thường thường các Bồ Tát thường thường là không có hiện hình ra như vậy. Các Bồ Tát hiện hình ra rất là đơn giản như người thường mà đó. Chỉ khi nào mình tu chứng đạo rồi mình mới thấy được cái thực tướng của các ngài. Thì ngài gặp một cái người đạo sĩ ở trong rừng, nghĩa là tu hành bình thường thôi, dạy cho ngài cái pháp môn tu gọi là Văn Thù Kim Cang Sư Lợi đó. Thì ngài tu 12 năm ngài chứng đạo, xong sau đó ngài mới đi ra ngài giúp đời, ngài làm thừa tướng cho một cái ông vua, rồi vân vân, là cuối cùng nó dân duyên đưa đẩy, cuối cùng ngài bỏ ngài đi tu, ngài vào tu viện ngài tu. Đặc biệt ngày này thì trong lúc ngài trong tu viện thì đa số người nào cũng lo tu hành hết, mà ngài thì chỉ có lo ăn với ngủ thôi. Rồi cuối cùng các chư tăng ở trong chùa đó thì mới rất là bất mãn, muốn đuổi ngài ra khỏi chùa. Nhưng mà không có biết cách nào để mà đuổi hết, tại vì ông thầy này ông chỉ có lười biếng thôi, chứ ông có làm cái điều gì sai quấy hết, không ăn trộm ăn cắp phạm giới, chỉ có lười biếng thôi. Cho nên giờ nói là bây giờ những người nào mà phải lên, tất cả phải lên trả bài trình, nếu không được thì phải rời khỏi cái chùa này.
Nhưng cuối cùng đến phiên ngài lên đó, thì ngài nói được rồi tôi sẽ trả bài trình thuyết pháp cho quý vị, nhưng mà trước hết phải làm cho tôi một cái tòa kim cang để tôi ngồi, tức là pháp sư phải ngồi trên cao. Thì các người kia nghĩ là ông này ông đâu biết gì đâu, thì kệ cứ làm, ông có nói gì được. Nhưng khi làm xong thì ngài mới lên, ngài mới giảng cái Bồ Tát hạnh này. Thì ngài giảng đến gần đến chót thì tự nhiên ngài bay lên trên trời luôn, ngài từ từ bay lên không trung, ngài biến mất. Thì lúc đó tăng chúng mới ý thức ra được ông thầy này ăn ấy ngủ, nhưng mà thật ra là một người tu chứng. Mình hối tiếc thì chạy về phòng tìm, để tính là chắc ông biến rồi, ông về phòng ngồi trong phòng thôi, phòng cũng tìm thấy. Thì thấy còn lại ba quyển sách mà ngài viết để lại là ba bộ luận. Ba bộ luận là trong ba bộ luận đó thì ngài ba bộ luận gọi là Sutta Samuchaya, tiếng Việt gọi là kinh tập yếu. Một quyển nữa gọi là giáo tập yếu là six bộ nữa là Shiksha Samuchaya, còn bộ thứ ba là Bodhicaya Vatara, tức là bộ này đây. Thì sau đó thì nhân duyên tôi gặp một vị thầy Địa Tạng, thì thấy ngài đọc cái quyển đó thì tôi mới phát tâm dịch cái quyển đó ra tiếng Việt đó. Thì sau này có Ni Sư Chí Hải cũng có dịch lại bằng văn phần đó, rồi sau từ từ cũng có nhiều người, bây giờ Phật giáo Địa Tạng nhiều người biết tới nên có nhiều người dịch nhiều hơn nữa đó. Mấy quyển này tôi dịch từ năm 1990, tức là 15 năm trước. Thì cái bộ này nó biết là Lạt Ma giảng thường xuyên, và các ni sư các Lạt Ma Tây Tạng trường phái nào cũng giảng cái bộ này hết. Tại vì cái người tu học đại thừa đó là phải hành Bồ Tát đạo, tức là hành Bồ Tát đạo thì nói tóm tắt là Bồ Tát hạnh. Hạnh tức là hành, tức là làm những cái điều của Bồ Tát làm. Đó là sơ qua cái tiểu sử của ngài Shantideva. Để chúng ta đi thẳng trước khi đi vào cái bộ sách này thì mình phải nói sơ qua thế nào là Bồ Tát đạo. Quý vị ở đây á, khi mình học đến cái này đó, thì chắc chắn là quý vị phải có một chút khái niệm về đạo Phật, chứ nếu không thì mình sẽ không có hiểu cái bộ luật này. Chính vì tôi phải nói ngoài đề một chút xíu, nói dẫn nhập. Thì trong đạo Phật nó có hai cái khuynh hướng, đó là tiểu thừa và đại thừa. Hay là bây giờ nói không có dùng danh từ tiểu thừa thì nói danh từ khác là khuynh hướng của Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Thừa là chiếc xe, vehicle, đó, là yana. Thì chung của đạo Phật, cái mục đích chính của người tu đạo Phật là tìm cách giải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi đau khổ này. Tại trong cái cõi người, cái kiếp làm người này rất là đau khổ. Mình bị toàn những điều đau khổ gọi là bát nạn khổ, sinh già bệnh chết. Cái bệnh là cái khổ lắm, cái già cũng khổ mà cái bệnh khổ lắm. Bị stroke một chút là nằm liệt ra không làm gì được hết rồi. Mà cái đau khổ nhất là cứ nằm đó như là cái hạt, như là một cái trái bắp vậy đó, rồi không có nhúc nhích, không nói được gì hết. Bản thân mình không giúp ích cho ai mà mình làm hại cho người gia đình, người thân yêu của mình nữa, cho nên bị bệnh hoạn khổ lắm. Mình chưa kể mình bị đau nhất nữa. Nên ở xứ Mỹ là cái xứ rất là sung sướng, nhưng mà khi quý vị bệnh thì giống nhau hết. Khi quý vị nhức đầu ở Mỹ hay nhức đầu ở Việt Nam hay nhức đầu bên Pháp giống nhau, mà không có người nào mà không phải bên Mỹ nhức đầu nó nhẹ hơn là bên Việt Nam. Rồi quý vị bị ung thư bên Mỹ cũng chết, trên bệnh là giống nhau hết. Chúng ta bình đẳng trên phương diện sinh già bệnh chết. Rồi nhiều cái khổ khác là người thương của mình bỏ mình chết, hay là bỏ ngang xương đi chỗ khác, đó là ái biệt ly khổ. Rồi oán tán hồi khổ là mình ghét người nào đó, hay là ghét nhau mà cứ phải gặp mặt. Cầu bất đắc khổ, tức là mình cầu mong muốn cái gì đó mà không có được, không có như ý mình. Rồi cuối cùng thứ cái khổ thứ tám là quán ngũ ấm xí thành khổ. Xí thành khổ tức là con người của mình nó luôn luôn thay đổi,
nó bứt rứt, nó làm cho mình rất là khó chịu. Mình không thể nào ngồi yên một chỗ được, mình nằm một chỗ, nằm lâu mình cũng phải xoay qua xoay lại, mình ngồi không trong cái nhà mình cũng phải hồi cũng chịu không nổi, để cầm điện thoại lên phải nghĩ tới nghỉ này, là cái con người của mình nó luôn luôn bứt rứt, nó không cho mình ngồi yên. Bây giờ thì dụ như là cho quý vị vào một cái nhà thiệt là đẹp và quý vị ngồi yên không làm gì hết, quý vị ngồi từ sáng chiều bị chán không, tự nhiên thấy cái nhà đẹp nó trở thành cái tù. Đó là cái khổ đó, con người luôn luôn bất đức. Cho nên mục đích của đạo Phật là luôn luôn tìm cách dạy cho chúng sinh cách nào để thoát khỏi cái cõi ta bà hay là cái kiếp làm người này. Nhưng mà cái sự thoát khỏi đó nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng của Thanh Văn Thừa là mình khổ, mình làm sao cho mình hết khổ thôi là được rồi, là đủ rồi. Đó là khuynh hướng Thanh Văn. Nên có nhiều người đi tu chỉ mình khổ quá, mình đi tu để làm sao cho mình hết khổ thôi. Còn cái khuynh hướng thứ hai gọi là khuynh hướng Bồ Tát, tức là mình khổ, mình muốn cho mình hết khổ giống người kia, nhưng cái tâm mình nó rộng hơn một chút xíu nữa. Là gì? Là mình nghĩ tới những người khác. Mình khổ nhưng mà mình nhìn coi chung quanh có ai khổ không. Mình nhìn thấy vợ mình khổ, cha mẹ mình khổ, anh em con cái bạn bè mình khổ. Cho nên mình phát tâm là làm thế nào để cho những người khác cũng được hết khổ như mình. Đó, cho nên quý vị thấy rằng cái người thứ hai cũng muốn hết khổ, nhưng mà cái tâm của họ nó là rộng lớn hơn cái người trước. Cái người trước đó chỉ có muốn mình nhức đầu đó, mình uống Tylenol cho mình hết khổ, hết nhức đầu là mừng rồi. Còn người khác bắt đầu kể chuyện của họ và chuyện của mình. Nhưng cái khuynh hướng của Bồ Tát là mình nhức đầu, nhưng mà nhìn sang trong nhà mình có ai nhức đầu hơn mình không, thì mình đi mua thuốc cho người đó uống trước đã, rồi mình uống sau. Đó là tinh thần của Bồ Tát, cũng chính là tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Quý vị hiểu hai cái khuynh hướng chưa? Đó. Thì từ đó mới sinh ra cái là người tu hành của Thanh Văn hay Nam Tông là muốn làm sao cho mình chứng quả đạt Niết Bàn để mình thoát khỏi sinh tử luân hồi là đủ rồi. Cho nên có nhiều người đi vào chùa, đi vào núi, đi vào hang động tu mình thôi, rồi ngoài đời chuyện đời không cần biết. Còn có những người khác cũng muốn giải thoát sinh tử luân hồi, nhưng mà nghĩ làm sao mình giải thoát, nhưng mà những người kia, người thân của mình ở lại cõi này thì họ cũng khổ quá, thì mình làm sao họ giúp cho họ cũng giải thoát giống như mình. Chính vì vậy những người đó họ tu, họ giải thoát, họ tìm cách trở lại cõi này để mà cứu giúp những người thân thương của mình. Đó là lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Giống như quý vị thấy Đức Đạt Lạt Ma là người đời thứ 14. Đức Đạt Lạt Ma thời nay là tái sinh 14 lần, cái chết xong rồi trở lại cõi này nữa để mà cứu những người khác. Các Lạt Ma mà gọi là Tôn Cô á, hóa sinh á, chết xong họ lại trở về cõi này nữa. Có những người thoát khỏi ngục tù rồi thì thôi chạy luôn. Có những người thoát khỏi ngục tù rồi tìm cách trở về để cứu giúp những người trong ngục tù để thoát ra giống như mình. Đó là lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Và quý vị hiểu rõ hai cái tư tưởng đó chưa? Cho nên có những người tu yếm thế và những người tu tích cực. Tức là lý tưởng của Bồ Tát đó, nói chung, cách danh từ chung của ngoài đời đó, là lý tưởng phụng sự nhân quần xã hội và phụng sự cho nhân loại. Còn lý tưởng của Thanh Văn là tìm cách làm sao cho mình hết khổ, tu cho mình hết khổ là đúng rồi. Cho nên con đường Bồ Tát Đạo nó đòi hỏi cái người đó phải có một cái tâm lượng rộng rãi, phải biết nghĩ tới những người khác, không phải nghĩ tới cá nhân mình. Khi mình đói, mình muốn đi ăn nhà hàng thì mình đi ra ăn đấy, mình đủ no rồi, khỏe, trả tiền chừng 10 đô là xong. Nếu mình đói, mình hỏi có chung quanh nhà mình có ai đói không, người đó thì đi theo tôi bao hết. Đó, thì đó là tinh thần của Bồ Tát. Nhìn rõ chưa?
Rõ Bồ Tát chưa? Rõ ràng ha. Nên Bồ Tát là người biết nghĩ tới người khác, lo lắng cho người khác trước và lo cho mình sau. Đó là tinh thần giữa Thanh Văn Bồ Tát. Rồi kế tiếp nữa, cái sự tu chứng cầu chứng. Thì Thanh Văn cầu chứng được Niết Bàn. Quý vị nghe chữ Niết Bàn không? Nhiều người tu đạo Phật thì muốn chứng Niết Bàn. Thì Niết Bàn, Thanh Văn họ chỉ tu chỉ cần cầu chứng đến quả A-la-hán, A-la-hán-ta. Tiếng A-la-hán là đủ rồi, là chứng đạo. Như các thời Phật còn tại thế thì có các ngài A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Còn lý tưởng của Bồ Tát thì người tu là không cầu chứng quả A-la-hán mà cầu chứng quả Phật. Cho nên có hai khuynh hướng: người tu chỉ cần chứng A-la-hán là được rồi. Chứng A-la-hán thì muốn tu hành khoảng chừng vài trăm kiếp hay là vài ngàn kiếp có thể thành A-la-hán. Cái đó là người tu tinh tấn đó nhé, tinh tấn tu hành đó. Còn nếu không đó, thì lười biếng thì cái đó không biết bao lâu. Còn muốn thành Phật đó, thì phải tu vài A Tăng kỳ kiếp. Tức là A Tăng kỳ kiếp tức là kiếp không tính đến nổi. Cái kia mình còn tính đến được vài trăm kiếp, vài ngàn kiếp, vài triệu kiếp. Nhưng mà A Tăng kỳ kiếp là không có đếm nổi. Không thể nào tính, không có số để mà đếm nổi cái số A Tăng kỳ kiếp rồi. Cho nên người tu Bồ Tát Đạo phải có cái tâm lượng rộng lớn, phải có cái tâm lượng vô ý, tức là không sợ hãi. Tức là nghe thành Phật á, người thường nghe nói tu, muốn tu thành Phật phải A Tăng kỳ kiếp, thôi sợ quá, thôi tu nổi. Tu chỉ như là tu Đại Đức chừng 10 năm, thượng tọa 20 năm, hòa thượng 40 năm thì thấy cái đó còn được. Còn cái này mấy ngàn kiếp đã thấy sợ rồi. Mà đến A Tăng kỳ kiếp, mấy A Tăng kỳ kiếp, như Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, tức là 3 vô số lượng kiếp không thể đến nổi mới thành Phật được. Thì nghe như vậy rất là sợ hãi, không có dám tu nữa. Chân Bồ Tát cầu thành Phật, còn Thanh Văn thì A-la-hán thôi. Mà tại sao phải cầu thành Phật? Mình tu giải thoát sinh tử luân hồi đủ rồi, thành Phật thì chi cho mệt vậy? Phải không? Đó là một cái câu hỏi quý vị cần đặt ra. Tôi khổ quá, tôi tu hết khổ là được rồi, đủ rồi, giải thoát rồi. Lý do tại sao mình phải cầu thành Phật? Bây giờ lý giải thích đơn giản trước. Tại mình muốn cứu độ nhiều người thì mình phải có nhiều cái phương tiện, mình phải có nhiều cái sức lực, nhiều cái power. Quý vị muốn đi ăn mình cho mình no thôi á, quý vị cần bao nhiêu người đô là đủ rồi thôi. Nếu quý vị muốn bao 100 người thì sao? Mình cần bao nhiêu? 1.000 đô. Mà lấy đâu ra 1.000 đô để bao mọi người? Phải đi làm. Và nếu mình đói bụng, mình ra mình xin ai đứng đầu đường, mình xin 10 đô, hoặc mình xin hồi cuối ngày chắc cũng có để đi ăn bữa được. Nhưng mà mình muốn bao cả 100 người, giờ phải làm gì giờ? Phải đi làm. Những người lười biếng đi ra xin ăn, đứng ở ngoài Lý Thảo Sài Gòn, xin từ sáng tới tối chắc cũng có đủ tiền mua vài cái bánh hay là tô phở được không? Được. Giờ quý vị muốn bao cả gia đình mình thì sao? Chắc đó đứng xin không được. Phải đi làm. Mà đi làm đó, thì phải tốn nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều công sức. Cho nên người muốn tu thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh đó, thì cái người đó phải có nhiều công đức. Có vậy thôi. Phải có nhiều công đức, phải tích tụ rất nhiều công đức, tu nhiều đời, nhiều kiếp mới thành được Phật. Và khi thành Phật được rồi thì có nhiều cái phương tiện, nhiều cái sức lực, Phật lực để cứu độ chúng sinh. Cho nên mình muốn cứu giúp ai, mình phải có phương tiện, phải có sức mạnh,
Vì muốn đi vượt biên, quý vị biết bơi đấy, thì bơi chừng vài cây số để ra cái ngầm đường đó. Mà quý vị muốn cả gia đình mình đi thì quý vị phải tốn vài lượng vàng, phải làm nguyên chiếc thuê nguyên chiếc đò chiếc thuyền, phải tốn tiền nhiều hơn. Cho nên mình muốn cứu độ tất cả chúng sinh là những người thân thương của mình cần phải thành Phật A-la-hán. Ông cũng nói A-la-hán Mục Kiền Liên, mẹ mình chết xuống địa ngục là mẹ quỷ đói, Mục Kiền Liên cứu, còn mình thành thành A-la-hán xuống dưới địa ngục gặp mẹ mình, đem cơm cho mẹ mình ăn không được. Bà ta cái nghiệp bỏng xén, bốc cơm lên, thấy đưa cơm thì bốc, đưa lên thì cây cơm biến thành lửa, biến thành than ăn không được. Lúc đó Mục Kiền Liên chịu thua, không cứu được mẹ mình, phải về nhờ Đức Phật cầu cứu Đức Phật. Cho nên muốn cứu được bà ta, Đức Phật phải nói phải nhờ lễ tự tứ chư tăng tập hợp lại đông đủ, nhờ cái đức công đức tu hành của nhiều chư tăng họp lại hồi hướng cho bà ta, bà ta mới có thể giải thoát được. Nên mình muốn cứu một người cũng khó rồi, mà giờ mình muốn cứu nhiều người thì càng khó hơn. Mình muốn cứu cả vô lượng chúng sinh thì chỉ còn cách là mình phải thành Phật thôi. Đó là lý do tại sao mình cần thành Phật. Nên Bồ Tát hạnh, muốn hành Bồ Tát hạnh là mình phải phát một cái tâm lớn nhất là cầu thành Phật. Đó. Đó là nói về tinh thần, mục đích tu hướng tới. Bây giờ cái cách tu của mỗi người là sao là quan trọng. Hàng Thanh Văn á, muốn giải thoát được mình á, thì chỉ cần tu thiền định, diệt trừ phiền não, diệt trừ tham sân si, diệt trừ cái sự chấp ngã. Tức là người chúng ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi đây á, là tại mình chấp ngã, cái gì mình lo cho mình trước, lo cho mình, tôi trước, cho nên mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Mình sống, mình giành giật với người khác, lo kiếm ăn, kiếm sống, tranh giành nhau, bon chen, giành giật, cũng chỉ lo cho mình, lo cho vợ con mình, lo cho gia đình mình. Đó. Cho nên, vì cái ta, cái mình này mà chúng ta tạo nghiệp, vì tạo nghiệp cho nên mới trôi lăn trong sinh tử này. Tiếc của, tiếc tình, tiếc gia tài, tiếc đủ thứ, cho nên trở lại cõi này nữa. Thì muốn giải thoát thì mình diệt trừ cái lòng tham, diệt trừ cái lòng dục. Dục là ham muốn đó. Chỉ cần diệt trừ lòng dục là mình có thể giải thoát. Cho nên muốn giải thoát cái đó thì cách hay nhất là tu thiền định, rút vào rừng núi trong đó tu thiền. Trên hàng Thanh Văn chuyên tu thiền định, là cái thiền định phổ biến nhất đó là thiền tứ niệm xứ. Quý vị có nghe thiền tứ niệm xứ không? Đó, thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Thì hàng Thanh Văn chuyên tu thiền định để diệt trừ cái phiền não, chứng được vô ngã và cuối cùng chứng được quả A-la-hán, giải thoát sinh tử. Còn hàng Bồ Tát thì sao? Đấy, quý vị thấy là hàng Bồ Tát cầu thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải làm gì? Phải cứu độ chúng sinh, phải giúp ích cho bao nhiêu người. Thế cái cách tu khác là một cách tu kia là trở về mình thôi, lo cho cái phần mình thôi, làm sao cho đừng có ham muốn, đừng có thích của cái danh vọng, mình từ chối hết, bỏ hết. Còn ngược lại Bồ Tát á, đương nhiên Bồ Tát cũng bỏ những cái đó, nhưng Bồ Tát hướng đến chúng sinh, hướng đến tất cả mọi người, làm sao cho tất cả chúng sinh được an vui, hạnh phúc, hết khổ. Đó là mục tiêu của hàng Bồ Tát. Nên quý vị nghĩ coi, mình tu mình muốn hay mình hết khổ hay là muốn cho những người khác hết khổ? Nên quý vị nghĩ coi, mình tu mình muốn hay mình hết khổ hay là muốn cho những người khác hết khổ? Nếu mà mình tu mình muốn cho mình hết khổ thôi là mình biết mình là
thanh văn. Còn nếu mình chưa nói tu mà lúc nào cũng nghĩ tới làm sao cho người khác hết khổ thì đó là cái người đó có cái tinh thần của Bồ Tát, không có nghĩ mình trước nhưng mà làm sao nghĩ tới người khác trước, lo cho người khác được an vui hạnh phúc bớt khổ, còn mình thì đổ bỏ, thì cái đó là tinh thần của Bồ Tát. Còn chúng sinh á thì tôi trước hết, vô chùa đó kiếm miếng ăn cho mình trước, người khác có ăn hay không kệ người ta, mình vô ăn chùa trước đã, còn chùa có tiền hay không kệ chùa. Và đa số Phật tử tới chùa thích ăn chùa là vậy. Còn Bồ Tát tới chùa để làm gì? Bồ Tát tới chùa để làm sao cho cái chùa đó nó được hưng thịnh, làm sao cho những người tới chùa được an vui hạnh phúc tu hành tinh tấn, đó là Bồ Tát. Cho nên có nhiều người tới chùa để làm cho cái chùa nó sụp chùa, còn có những cái người tới chùa để làm cho cái chùa càng ngày càng phát, thì đó là người Bồ Tát. Cho nên những người, những thầy trụ trì rất cần những Bồ Tát, nhờ những Bồ Tát mà cái chùa nó hưng thịnh. Ban đầu cái chùa nó lụp sụp, từ từ chùa nó khang trang, rồi từ từ nó rộng rãi hơn, tức là chùa đó có nhiều Bồ Tát. Còn tới cái chùa tới hồi ban đầu thấy được cái từ từ tới thấy cái bếp bây giờ hầy không ai lau hết á, tại người ta tới ăn xong bỏ đi hết à, kệ để cho thầy trụ trì lau. Rồi từ từ tới rồi hỏi hôm nay chùa có món gì ăn không, ăn xong bỏ đi. Thì hồi chùa đó hồi phải bán chùa đi chứ đâu ai giúp đâu, phải bán đi chứ làm sao vậy, rất là nguy hiểm. Cho nên thời nay rất cần những Bồ Tát. Đạo Phật nó còn tới ngày nay là thời xưa nhờ những Bồ Tát như Cấp Cô Độc hay là Bà Visakha, những đại đệ tử. Ví dụ như Đại Lạt Ma mà gặp những người theo như Richard Gere á, là thấy mong lành là bà khao. Hay là cái gì Stephen gì đó, Spielberg hay là ví dụ vân vân, mấy người đó là cần những Bồ Tát như vậy là xong liền. Còn mà nếu không, như quý thầy Việt Nam là những Bồ Tát nhỏ nhỏ thôi, mình cũng Bồ Tát, mình Bồ Tát nhỏ thì phải lâu hơn chút. Đó, quý vị thấy chưa, mà Bồ Tát thì phải đi làm lợi ích chúng sinh, cho nên Đà La Lạt Ma không có thể ngồi trong góc ở Dharamsala tu được, mỗi năm phải đi sang Mỹ ít nhất là 5-6 lần đi. Đó, rồi đi giao đảng các nơi, cho nên giờ đạo Phật người Mỹ theo Tây Tạng rất là nhiều. Thế Bồ Tát phải song pha vào cuộc đời, nó khác với hình bóng của thanh văn. Những hàng thanh văn đó, thì không có tiếp xúc với ai nữa, tại tiếp xúc nó phiền lắm, nó phiền toái lắm. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát phải rất cần tiếp xúc chúng sinh để đem đạo vào đời, đem đạo Phật vào cuộc đời để cho đời nó được thăng hoa lên, cho chúng sinh biết đạo. Cho nên có một số người không hiểu cái đó, cho nên chỉ thích những thầy tu nào lù khù thôi, những thầy mà lù khù không biết gì hết, ngồi trong chùa nghĩa là tụng kinh có mõ thôi thì thấy đây là ông thầy chân tu. Còn có những thầy như là đi hoài, đi giảng đạo các nơi rồi, đương nhiên khi mình ban ra cho người khác thì những cái đó nó có trở về mình không? Dù mình không muốn nó vẫn trở về mình. Cho nên mình nghĩ tới người khác, mình nghĩ càng nhiều tới người khác thì tự động cái luật nhân quả nó sẽ làm gì? Những người khác sẽ nghĩ đến mình. Ngày nào mình cần mình chỉ hô lên một tiếng, như Đà Lạt Ma muốn xây một cái chùa nào đâu, chỉ nói một tiếng là bao nhiêu movie star là tới cúng dường liền. Còn mà cái thầy mà ngồi trong chùa tụng kinh gõ mõ, cái chùa lục sục đó, đến ngày cần tiền đó, để cứu giúp nạn nhân bão lụt miền Trung là Rita Katrina gì đó, ra kiếm tiền đó, ông là ai tôi không biết à, thì không được. Chuyên hành hạnh Bồ Tát phải xông pha vào cuộc đời, mà khi xông mau pha vào cuộc đời đó thì nó có rất nhiều cái sự đụng chạm, thì có người thương người ghét, thì Bồ Tát nương vào cái sự thương ghét của cuộc đời đó để mà trau luyện cái tâm tính của mình. Có người ghét mình
thì nó nói xấu mình, tìm cách hạ nhục mình, thì mình phải đối phó làm sao? Mình tu nhờ như vậy mình mới tu được cái hạnh nhẫn nhục đó. Rồi mình đi vào cuộc đời để nhìn thấy những người đau khổ, mình cần nhìn những người đau khổ để mình có khởi cái tâm bố thí cho họ được. Rồi mình đi vào cuộc đời nó có những sự cám dỗ mình, nhờ đó mình mới có thể tu thiền định ba la mật. Cho nên đi vào cuộc đời để mà trau luyện mình, cho nên giống như là vàng muốn cho nó đẹp thì phải được nung nấu trong cái lò lửa. Còn nếu mình tu, mình không muốn tiếp xúc cuộc đời, không muốn dính líu đến ai hết, để yên cho tôi yên tu, không ai đụng mình hết, mình không đụng ai hết, thì mình không có khởi phiền não, mà người khác cũng không có đụng mình, cũng không có chọc tức mình, thì nó khỏe hơn. Một lần nữa, cho nên tu Bồ Tát Đạo nó cần cái tâm lượng mình phải rộng lớn, phải xông pha, phải không sợ, phải vô ý đi vào cuộc đời để mà trau luyện chính mình. Đó. Trên Đức Phật, ngay cả Đức Phật cũng bị một cái người phá, là Đề Bà Đạt Đa, đệ tử mình mà phá mình, vu khống mình, tìm cách giết mình nữa. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn khen ngợi, nói là nhờ Đề Bà Đạt Đa phá như vậy cho nên ta mới mau thành Phật. Coi như mình tu, mình luôn luôn được người khác khen ngợi mình, trọng vọng mình, thì mình tưởng mình có lành đó, cái ngã mình nó lên. Trên bao giờ cũng vậy, những người nào càng lên thì có một số người người ta trọng vọng mình, nhưng mà đương nhiên sẽ có một số khác họ ghét mình, họ tìm cách kích bác mình, làm cho mình bị tàn hoại đi xuống. Thì người tu hành mà khi mà hành Bồ Tát Đạo thì phải biết những cái đó nó chắc chắn phải xảy ra. Khi mình tâm lượng rộng lớn thì cũng có người người ta được hưởng, người ta rất thích mình. Hay là mình dễ tính, mình bố thí thì cũng có người người ta rất thích mình, khi mình cần người ta giúp mình, nhưng cũng có người lợi dụng mình. Đương nhiên bao giờ cuộc đời nó cũng có hai mặt hết. Rồi, đó là nói sơ qua cái việc hiểu con đường Bồ Tát Đạo chưa? Bồ Tát Đạo rõ rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bộ luận chính. Thì Bồ Tát Đạo á, khi thành Phật, như hồi nãy tôi nói thanh văn thì tu thiền định, còn Bồ Tát thì thường thường chúng ta học Bồ Tát, quý vị thường nghe nói là Bồ Tát tu lục ba la mật, tức là sáu cái hạnh: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, hiền định và trí huệ, là sáu cái ba la mật paramita. Mà cái đó là nói chung chung thôi. Chứ thật ra Bồ Tát tu rất là nhiều hạnh. Bồ Tát chung theo Bát Nhã đó. Tại kinh nó có nhiều loại kinh, kinh Đại Bát Nhã chỉ nói lục ba la mật thôi. Còn kinh Hoa Nghiêm á, kinh lớn thì nói tới 10 cái ba la mật, thập ba la mật. Kinh Bát Nhã đa số chỉ biết trong kinh Bát Nhã chỉ có nói 6 ba la mật. Còn kinh Hoa Nghiêm nói 10 ba la mật, tức là 6 cái đầu thêm 4 cái sau nữa, là phương tiện, nguyện, lực và trí. Rồi Bồ Tát phải tu thêm, phải học thêm tứ nhiếp pháp, tức là Bồ Tát những cái này là độ đời. Tứ nhiếp pháp là gì? Tức là khi mình muốn đi ra mình độ chúng sinh đó, độ tức là gì, là cứu giúp người khác, thì mình phải học bốn cái điều này, là bố thí, ái ngữ, đồng sự, lợi hành. Tức là khi mình muốn giúp người khác á, muốn nói làm sao cho người ta nghe mình á, mình phải bố thí trước. Mình keo quá không ai nghe mình hết á. Khi mình keo kiệt, mình nói không ai nghe hết á. Cho mình phải có cái sự rộng rãi. Khi mình rộng rãi, mình nói người ta nghe.
Mà rộng rãi đây á, không có nghĩa là mình phải cho tiền. Rộng rãi đây tức là luôn cứu giúp, ban ơn cho người khác. Thì khi mình ban ơn người ta rồi, mình nói là người ta nghe ngay. Tức là người nào ban ơn mình nói là người ta nghe liền. Rồi, thí dụ ở đây mình muốn đi sang xứ Phi Châu, mình giảng đạo Phật đi. Chứ đạo Phật sang Phi Châu khó lắm. Phi Châu là đạo Thiên Chúa không ạ? Tại Tòa Thánh Vatican có rất là nhiều. Nhiều gì? Nhiều tiền, nhiều lắm. Chân đi tới đâu á, quý vị tị nạn cũng vậy, ở Âu Châu cũng vậy. Sang á, là các nhà thờ họ cứu giúp liền. Họ có tiền. Và có tiền thì họ có phương tiện. Đạo Phật muốn sang Phi Châu giảng, chứ hết là tới giảng đạo nhân Phi Châu cũng nghe. Muốn cho người ta nghe, quý vị cho người ta làm gì trước? Cho người ta ăn trước, là lắm đói muốn nói đạo ai nghe. Phải cho người ta ăn trước, no bụng rồi mới nói đạo được. Trên bên Thiên Chúa Giáo, họ tới, họ phục vụ cho chúng sanh trước, lo cho dân chúng quần áo, ăn uống, ăn xuôi, nhà thờ tới, cần gì giúp đỡ. Xong nói theo Chúa là họ theo liền, đúng không? Còn đạo Phật mình tới thì quý thầy nghèo quá, tới trước hết Phật tử phải giúp quý thầy trước. Phật tử nào càng giàu giúp chùa nhiều á, thầy nói Phật tử nó khó nghe. Phật tử nó càng giàu á là nói thầy phải nghe. Thầy không nghe là không có cúng dường. Cúng dường là chết thầy. Thấy không? Phật tử. Tại thầy mang ơn Phật tử. Cho nên làm sao? Muốn nói người khác Bồ Tát hành đạo cần cái gì? Cần nói cho người khác hiểu đạo. Nói người khác hiểu đạo thì Bồ Tát phải hành bố thí trước, phải cho ra, đừng nghĩ tới mình, là phải bố thí trước. Rồi kế tiếp Bồ Tát muốn nói cho người khác nghe thì phải ái ngữ. Mình nói ra mà mỗi lần mình nói ra như hét ra lệnh á, thì nhiều khi mình nói người ta, mình nói đúng lắm mà người ta có nghe không? Mình vừa mở miệng là người ta cãi lại mình liền, quạt lại, la lại mình liền, hai bên cãi lộn liền. Trên Bồ Tát phải tập cái sự ái ngữ. Ái ngữ tức là nói những cái lời êm dịu. Ví dụ nói này ông bà có thể đưa cho tôi cái chai muối này được không? Hay là nói cái gì nhẹ hơn nữa. Nè, đưa cho cái chai muối coi. Ví dụ vậy. Mà Việt Nam nhất là hay nói trống trơn đó. Có ai ở nhà không? Diệu A, Diệu B có nhà không? Xin lỗi ông, xin lỗi bà, cô Diệu A, Diệu B có nhà không? Tôi muốn nói chuyện vân vân như vậy đó. Quý vị thấy người Mỹ họ ăn nói lịch sự không? Luôn nói lịch sự. Nhiều khi trong bụng nó chửi mình, nhưng mà ngoài nó vẫn rất là lịch sự, phải không? Đó, ăn tiền ở chỗ đó. Những người mà đi làm hotel ở trên máy bay cũng vậy đó. Hay là vào những cái nơi nó cần vào, quý vị xin việc đó là phải ăn nói nhỏ nhẹ. Ta nhìn tướng đi ăn nói nhỏ nhẹ là một người nói nhỏ nhẹ là chắc chắn là được lòng người. Nên Bồ Tát muốn giúp người khác phải rộng rãi rồi là một, phải ăn nói nhỏ nhẹ nữa. Vì nghĩ không, mình ăn nói nhỏ nhẹ không? Cái đó khó không? Khó ha. Thấy trước khi cái này mình chưa vào Bồ Tát đâu, cái này những cái gọi là cái sơ đẳng, những cái gọi là điều kiện tất yếu đầu tiên nhất trước khi làm Bồ Tát là thấy rớt rồi ha. Và kế tiếp nữa là đồng sự, tức là sao? Tức là người ta làm cái gì á thì mình phải làm giống như người ta, tức là đừng có khác người ta lắm. Tức là mình muốn nói người nào mà người ta lù khù á, thì mình cũng làm bộ mình cũng lù khù giống người ta, mình nói người ta mới nghe, nói người ta mới nghe. Chứ mình vào cái nơi mà ví dụ như là tôi đang mặc quần áo đẹp như vậy mà muốn vào một cái xóm mà dơ rồi bùn lầy
nó thôi không vào đó đâu, nó dơ hết quần áo tôi là không được. Thì trong đó người ta, những người đó là dân nghèo, người ta mặc quần áo nó rách bùn này, thì mình cũng chịu khó tìm bộ nào đồ rách một chút mặc vô, thì vô cái dân nghèo mình nói người ta mới nghe. Chứ mình lái xe Mercedes vô cái nơi làng xóm nghèo ở Cà Mau là Phú Quốc một cái, mình bắt đầu ra đây tôi nghe, tôi giảng không ai nghe. Và cái cuối cùng đó là lợi hành. Lợi hành tức là làm cái việc lợi ích cho người ta. Muốn nói người ta nghe trước, mình phải làm lợi ích cho người ta trước, và sau đó mình mới thuyết phục người ta được. Còn mình không có làm lợi ích gì cho người ta hết, mình nói nó không nghe. Đó là những cái điều mà Bồ Tát cần phải học trước, và sau đó mình mới nói tất cả những cái ba la mật này. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bộ luận. Thì bộ luận này á, nó có 10 cái chapter, 10 chương. 10 chương. Thì chương thứ nhất là xưng tán Bồ Đề Tâm, thứ nhì là sám hối, thứ ba là phát Bồ Đề Tâm, thứ tư là thực hành Bồ Đề Tâm, thứ năm là giữ gìn tâm ý, thứ sáu là nhẫn nhục, thứ bảy là tinh tấn, thứ tám là thiền định, thứ chín là trí huệ, và thứ mười là hồi hướng. Khi nói về Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh, thì có một cái quan hiệu hay là một cái danh từ rất là quan trọng, đó là Bồ Đề Tâm. Quý vị thường thường quý vị nghe nói phát Bồ Đề Tâm đó. Như quý thầy khi mà muốn Phật tử cúng dường để xây cái tượng Quan Âm nè, xây một cái gì đó nè, thì thường thường nói xin quý vị phát Bồ Đề Tâm. Mình nghe chữ phát Bồ Đề Tâm thôi. Thì chữ phát Bồ Đề Tâm nó lấy từ cái chữ tiếng Phạn là Bodhicitta. Bodhi là Bồ Đề, Citta là tâm. Thì đây tôi sẽ đọc vài cái đoạn của cái này, rồi sau đó chúng ta sẽ nói rõ về Bồ Đề Tâm hơn. Thì cái chương thứ nhất là xưng tán Bồ Đề Tâm. Thì mỗi một cái chương như vậy á, là Ngài Shantideva viết khoảng chừng 30-40 câu kệ rồi. Thì đây chúng ta không có thể học, nếu mà đúng là học ở trong các chùa cho tăng ni đó, thì phải đọc từng đoạn rồi giảng ra, thì nó rất là dài. Và đây chúng ta chỉ có 2 ngày, cho nên cuối cùng tôi ban đầu tôi tính một là giảng khúc khúc lại đó, thì chắc chắn là mai mốt sẽ phải trở lại đây nữa. Cho nên không biết đời vô thường, không biết mai mốt trở lại được không. Nhiều khi ở đây động đất sụp mất tiêu này, tôi không có mong vậy nha. Nhưng mà năm nay quý vị thấy ở Mỹ bị 3 cái trận bão rồi phải không? Mình không chết nhưng mà chùa bay mất tiêu. Cho nên không bảo đảm, sống vô thường mà. Nên những cái gì mà mình làm được trong ngày hôm nay hay là gì đó, mình cố gắng làm cho nó xong ngày hôm nay, đừng có hẹn ngày mai. Xin đừng hẹn ngày mai. Đừng giống như Lương Sơn Bá trúc đài là xin hẹn lại kiếp sau, không có mời. Đừng hẹn kiếp sau là đi mất tiền rồi, đầu thai nước khác hay người khác. Đây, câu thứ nhất, sau khi thành tâm đảnh lễ tất cả chư Phật chư Bồ Tát cùng tất cả thầy tổ đáng kính, tôi xin trình bày sơ lược con đường tu tập mà tất cả hàng Bồ Tát đều đã đi qua. Trong bản chính thì không có nói là Bồ Tát, nhưng mà bản tiếng Tây Tạng gọi là Genwe Sepo, tức là đúng ra dịch đó là The Son of Buddha, tức là Phật tử, tức là tất cả hàng con Phật đều đã đi qua.
Chứ đối với khi mà chúng ta nghe là chữ Phật tử, tử là con, Phật là Phật, Phật tử tức là con Phật. Mà con Phật thì trước sau cũng phải thành Phật, con vua thì phải thành vua. Trên Phật tử là con Phật thì phải thành Phật. Đó là điều Đức Phật mong cho chúng ta như vậy. Mà Phật tử chính là Bồ Tát. Tại những người nào cầu thành Phật, tức là phải làm những cái điều chư Phật đã làm, tức là Bồ Tát hạnh. Cho nên danh từ chính trong này không có nói chữ Bồ Tát nhưng mà nói là Phật tử không? Tại cái điều đó là điều đương nhiên mà. Cho nên quý vị là Phật tử tức là phải là Bồ Tát thôi. Nhưng nhiều khi mình không nghĩ đến cái đó, mình nghĩ thôi Phật tử tới chùa tụng kinh có mõ cuối tuần vậy thôi đúng rồi, xong tụng kinh xong rồi ra ăn chùa không đi về như là tu rồi. Đa số các chùa vậy đó, Phật tử tới weekend tụng kinh chút xíu thấy là tu đủ rồi xong. Không có. Phật tử chân chính là phải làm theo lời Phật dạy để cuối cùng mình giải thoát sinh tử và trở thành Phật giống như Phật. Đây là cái điều đặc biệt của đạo Phật khác với đạo Công giáo. Đạo Công giáo chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, chỉ có một Thượng Đế thôi. Mình có cùng lắm mình tu theo thì mình về thiên đàng ngồi chơi trên đó với Thượng Đế thôi. Mình không thể trở thành God được. Có gì hiểu điều đó không? There is only one God thôi, không ai khác God hết á. Nhưng người theo đạo Phật á thì mình có thể lên trên này ngồi chung với các vị trên này được. Đó là điều rất đặc biệt khi mà nếu quý vị nói với những người đạo khác. Đạo khác là độc tôn, đạo Phật không có độc tôn. Mình tu hành đúng theo lời Phật dạy, mình sẽ trở thành Phật và mình sẽ lên bông sen ngồi chung với các Phật, bình đẳng với nhau hết. Quý vị thấy cái điều đó là điều đặc biệt của đạo Phật. Cho nên nói là đạo nào giống nhau hết, ăn hiền là lành giống nhau, đúng. Cái trên phương diện mà thấp nhất, thô sơ nhất, đạo nào cũng thể ăn hiền là lành đó. Nhưng mà đi đến cái tuyệt đối đó, đạo Phật mà đi đến cái giáo lý sâu xa đó, là mình có thể trở thành Phật. Đạo Phật không có độc tôn. Đức Phật đặc biệt chỗ đó dạy cho mình những cái điều mình làm giống Phật thì mình sẽ trở thành Phật. Nhưng mình làm những cái hạnh của Bồ Tát thì mình sẽ trở thành Phật. Và trước khi trở thành Phật thì mình trở thành Bồ Tát. Cho nên khi mình phát Bồ Đề Tâm là xem như mình trở thành Bồ Tát. Cho nên có những người vô tình làm những hạnh Bồ Tát mà không biết. Cứ vì cứu giúp những người khác, bỏ công, bỏ của để mà giúp đỡ tất cả những người nghèo khổ là quý vị đang hành hạnh Bồ Tát. Quý vị, đối với Đạo Phật, quý vị là những người Bồ Tát không tên. Tại khi mình vào chùa, đó, mình thọ giới Bồ Tát thì mình được thầy cho mình một cái tên, nên mình có Bồ Tát có tên. Còn mình không biết cái đó, mình vẫn hành hạnh Bồ Tát, cứu giúp những kẻ nghèo, về Việt Nam làm việc thiện, từ thiện xã hội hay là cứu giúp đi châu kẻ đói vân vân, thì đó là những Bồ Tát. Như là mẹ Teresa, Mother Teresa là một loại Bồ Tát. Tất cả những người nào đóng góp cho nhân loại, đó là những Bồ Tát đối với Đạo Phật. Cho nên Đạo Phật nó có cái tinh thần rộng rãi lắm. Ở xứ Tây Tạng có rất nhiều những mục sư, những cố đạo đi sang đó để mà truyền bá đạo Chúa. Thì khi sang đó đó thì kêu dạy những dân Tây Tạng đó, theo đạo Chúa, thì họ hỏi đạo Chúa dạy gì, thì các người đó bảo là đạo Chúa dạy lòng từ bi bác ái, thương người như thế như mình rồi đó. Thì họ mới nói cái này hả, chúng tôi cũng có quan tâm, cũng dạy như vậy, phải không? Con thấy cũng dạy vậy. Rồi họ nói tất cả những điều tốt thì dân Tây Tạng họ nói ở đây Bồ Tát với Phật cũng dạy như vậy. Nhưng cuối cùng mà họ nói là Chúa là con
Đức Chúa Trời vân vân xuống để cứu độ chúng sinh, cứu độ đóng đinh trên chết trên cái thánh giá để mà làm gì? Chuộc tội cho nhân loại. Nhân loại làm tội nhiều quá nên Chúa hy sinh đóng đinh trên thánh giá để mà một mình chịu cái tội đó. Thì dân Tây Tạng họ nói rằng Bồ Tát cũng vậy, cũng là Bồ Tát Địa Tạng cũng nhảy xuống địa ngục để mà cứu độ những người dưới địa ngục. Rồi cuối cùng họ nói vậy thì Chúa cũng là Bồ Tát lớn y chang như bên này thôi. Thì nói gì bên Tây Tạng họ cũng có hết, không có thuyết phục dân Tây Tạng vào đạo Chúa được. Cuối cùng mấy ông cố đạo nó lại đi về nước. Họ không chống bán, họ thấy là the same, giống nhau thôi. Anh cứu chuộc tất cả nhân loại mọi người thì anh là Bồ Tát, thì chúng tôi cũng có đầy Bồ Tát, tại sao phải đổi đạo? Cuối cùng các ông kêu không làm cách nào mà kêu dân Tây Tạng cho đạo Phật được, đạo Chúa được. Cái tinh thần Bồ Tát nó rộng rãi lắm. Người nào phục vụ cho nhân loại, làm cho nhân loại được an vui, hạnh phúc, hết khổ, đối với đạo Phật Đại Thừa, đó là một Bồ Tát. Không cần phải mình đeo cái thánh giá ở đây hay là mình đội mũ làm gì hết, đó là Bồ Tát. Không cần chống bám nhau. Cho nên đạo Phật không có, đặc biệt trong đạo Phật không có những cái trận thánh chiến giống như ở bên Anh với lại Ái Nhi Lan. Tin lành với cấp Thiên Chúa đánh nhau ngoài. Đạo Phật nhìn thấy ai cũng là Bồ Tát hết. Thì Ngài nói rằng đó, đầu tiên là Ngài đảnh lễ tất cả chư Phật, rồi bây giờ Ngài trình bày cái con đường Bồ Tát Đạo. Thì về giáo pháp tôi không có gì đáng nói thêm, vì tôi không phải là văn sĩ chức tác. Tôi viết đọc sách này với mục đích chính là để tự nhắc nhở mình và điều phục tâm mình, chứ không phải cho ai khác. Thì đây Ngài rất là khiêm tốn, Ngài không có muốn dạy đời. Ngài nói Ngài viết cái bộ này á để nhắc nhở chính mình mà thôi. Nhờ cái sự nhắc nhở này, hướng thiện mà căn lành của tôi được tăng trưởng. Bởi thế rất mong những ai đồng hoàn cảnh cũng có thể giúp tỉa được sự lợi ích nơi đây. Tức là tôi tự nhắc nhở tôi, tại tôi lười biếng nên mỗi ngày tôi phải ghi là nhớ làm cái này, nhớ làm cái kia, tự nhắc nhở mình. Nhưng mà nghĩ rằng những cái lời nhắc nhở này, những ai mà lười biếng giống tôi đó thì có thể giúp cho những người đó. Đó là một lần nữa quý vị thấy tinh thần Bồ Tát là như vậy. Tôi dở, tôi nhắc nhở tôi, nhưng mà nếu như người nào dở giống tôi đó thì cũng có thể xài dòng cũng được. Quán chiếu trong vô lượng kiếp, chư Phật đã tìm ra được bảo vật này, tức là Bồ Đề Tâm có thể đưa vô lượng chúng sinh đến bờ an vui giải thoát. Tuy còn trôi lăn trong luân hồi trói buộc bởi phiền não, nhưng kẻ nào vừa phát Bồ Đề Tâm thì ngay khi đó trở thành con của đấng thiện thể, tức là Sugata. Đức Phật có 10 danh hiệu: Như Lai ứng cúng, Chánh Đính Chi minh hạnh túc, Thiện Thể thế gian giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đó là nhờ 10 cái danh hiệu người ta xưng tán Đức Phật. Thiện Thể, chữ Thiện Thể là gì? Là khéo qua lại. Thiện Thể là khéo qua lại. Qua lại gì? Qua lại sinh tử và niết bàn. Tức là một người đã vượt qua được cái bờ bên kia rồi. Bờ bên này là bờ sinh tử, cái bờ bên kia là bờ niết bàn. A-la-hán thì vượt qua bên kia rồi mà không có trở lại, cho nên không có khéo qua lại. Còn Phật cái Bồ-Tát là khéo qua lại, tức là giải thoát qua bờ bên kia rồi, trở lại bờ bên này cứu, đưa ra người bên kia lại trở lại bờ bên này cứu tới cứu luôn. Và Thiện Thể là như vậy đó. Như quý vị đây, quý vị đã rời khỏi Việt Nam rồi, đi về Việt Nam cứu giúp người đồng hương mình trở lại đây, quên tiền, trở về Việt Nam cũng giúp đi tới đi luôn, qua lại, không có ai cấm hết, đó là Thiện Thể. Còn những người mà đi lậu á, vô đây rồi mà đi ra không vô đây được nữa, cho nên không có Thiện Thể.